Tác giả của ca khúc xin chân thành cảm ơn bạn Trần Bảo Thái đã tự hòa âm, tự thể hiện và tự xây dựng một MV để ca khúc này có thể chia sẻ với mọi người và đặc biệt để gửi tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt, một tấm gương đã tạo ra rất nhiều cảm xúc cho tác giả khi viết ca khúc này. Khẩu trang mắt kem rồi đôi tay mò mẫm từng đường mấy ngày đêm vẫn thẳng các con làm mẹ cũng làm theo tặng khẩu trang cho những ai nghèo chống dịch bệnh phải đeo luôn đó mẹ vẫn thương những ai làm luôn giữa gian nan vượt khó bao ngày ngồi mây mẹ nhớ tới ngày xưa lao tù giặc chiều thua trước mẹ chồng con cả hai là liệt sĩ đau thương cuộc đời mẹ bao lâu bây giờ tuổi mẹ sắp 100 vẫn muốn góp sức làm việc nghĩa mẹ ơi người mẹ bao yêu quý anh hùng đâu chỉ một lần từng chiếc khẩu trang mắt kem rồi đôi tay mò mẫm từng đường mấy ngày đêm vẫn thẳng các con làm mẹ cũng làm theo tặng khẩu trang cho những ai nghèo chống dịch bệnh phải đeo luôn đó mẹ vẫn thương những ai làm luôn giữa gian nan vượt khó bao ngày mẹ nhớ tới ngày xưa lao tù giặc chịu thua trước mẹ chồng con cả hai là liệt sĩ đau thương cuộc đời mẹ bao lâu bây giờ tuổi mẹ sắp 100 vẫn muốn góp sức làm việc nghĩa mẹ ơi người mẹ bao yêu quý anh hùng đâu chỉ một lần đâu chỉ một lần thôi.